Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn khái niệm của mạch tiền khuếch đại lớp AB. Mạch khuếch đại công suất AB. Mạch khuếch đại công suất chế độ AB là mạch khuếch đại được kết hợp những ưu điểm của mạch khuếch đại công suất chế độ B và A. Nó có hiệu suất cao của mạch chế độ B và tín hiệu ra ít méo của chế độ A. Mạch khuếch đại công suất chế độ AB cũng giống mạch khuếch đại công suất chế độ B, chỉ khác là hai transistor của mạch khuếch đại công suất chế độ AB được phân cực, có điểm làm việc nằm trong vùng khuếch đại gần vùng tắc để bảo đảm tín hiệu ra không bị méo khi tín hiệu vào bé, đồng thời đạt hiệu suất cao. Mạch khuếch đại đẩy kéo hình 62.1 giống như mạch khuếch đại đẩy kéo hình 61.17, chỉ khác mạch khuếch đại đấy kéo hình 6.21. Hai điện trở R1 và R2 phân cực cho hai transistor Q1 và Q2 nằm trong vùng khuếch đại, vì vậy hai transistor này hoạt động ở chế độ AB. Tôi vừa chia sẻ tới quý vị và các bạn khái niệm của mạch tiền khuếch đại lớp AB. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.